Xin chào quý khách hàng Thì hôm nay video số 2 Em sẽ hướng dẫn cho mọi người Cách download cũng như là cách tải phần mềm Về thao tác trên cái con mixer số MR12 Hoặc là XR12 của Behringer Thì sau phần 1 là giới thiệu cơ bản Về các cái phần cứng bên ngoài Tức là đầu vào, đầu ra Thì hôm nay em sẽ đi vào phần số 2 phần tải phần mềm cũng như là kết nối với lại con mixer xem nó như thế nào nha mọi người thì đầu tiên để download phần mềm thì mình sẽ truy cập vào trang web beringer.com như ở đây mọi người thấy cái chỗ cái kính lúp chỗ này nè đó mình sẽ bấm vào đó mình sẽ chọn XR12 bởi vì đây là hàng của Beringer mình sẽ thấy sau khi một một số tìm kiếm thì nó sẽ ra được cái mục là XR12 mình lít vào đây đây là cái hàng của Beringer tương tự Midas thì mình sẽ vào cái mục là midasconsole.com là như ở đây mọi người gõ MR12 thì nó sẽ ra cái con này product library nè đó software lít cho chỗ software thì đây nó sẽ có cái mục là ME edit BC PC tức là cái máy tính của mình á hiện tại là em hướng dẫn cho mọi người là thao tác trên máy tính laptop còn cái việc iPad và iPhone mình sẽ làm sao ha Bây giờ mình sẽ vào phần mềm trên iPad Tương tự cho Midas thì mình sẽ truy cập vào trang web là midasconsole.com mình sẽ thấy là MR12, nếu không có thì mọi người cứ gõ vào cái một cái kính lớp nè, gõ MR12. Nó sẽ ra một loạt MR12, mình sẽ chọn vào MR12. Mọi người sẽ truy cập vào cái mục gọi là product library, nó sẽ có cái mục software là phần mềm nè, click vào đây. Ở đây nó có rất là nhiều phiên bản thì mình sẽ chọn là ME Edit BC version 1.7. PC là cho laptop nha mọi người Personal computer Tức là cho máy tính á Lít vô đây Cho nó download về ha Sau đó mình sẽ chọn là một I agree to about term nè Tức là đồng ý Rồi download là nó sẽ download về Cái này á, là cho Midas Tương tự cho Behringer Behringer mình cũng vào truy cập vào cái mục product library Tụi này nó giống giống nhau ha Software Có ra một bài thấy nhức đầu không Mình sẽ lựa nè Đây chỗ PC nè thấy chưa Xe Edit PC là personal computer á Lít vô đây luôn Rồi đồng ý Rồi download Là nó sẽ đau về ha mọi người Thì khi mình đau về thì nó sẽ có Mọi người thấy cái phần em đau nè Một bên là Beringer Một bên là Midas Đúng không? Bây giờ em sẽ vào cái mục Beringer nha mọi người Beringer là XE Open nó lên Open nó lên Khi mọi người open nó lên thì nó sẽ ra rất là nhiều file đừng có quan tâm nha mình chạy một cái file tên là exe lít vào đây cho em rồi run nó lên là nó lên thì việc đầu tiên nó lên là nó lên chà bá lửa như vậy thấy đầu thấy đuôi gì không kịp gì hết đúng không mọi người nó thiếu trước hộp sau mình sẽ vào cái mục gọi là cái size nè cái resize nè chọn lại resize chọn là à, standard đi standard tức là cái bản tiêu chuẩn đó. đấy mọi người thấy nó phù hợp nó nhỏ nhắn xinh xinh vừa vặn đúng không rồi thì cái con XR12 mình sẽ dùng cái chức năng wi-fi của nó mình sẽ gạt qua cái bên phía wi-fi như là cái công tắc á em sẽ chèn cái hình cho mọi người thấy gạt ngay cái công tắc qua bên wi-fi ha sau khi gạt qua đó thì mình sẽ kết nối kết nối wi-fi với lại cái con mixer trước thì mình sẽ tìm wi-fi mình sẽ thấy con mixer mình sẽ kết nối ha ở đây thì em không có kết nối với lại mixer mà em kết nối qua cái router wi-fi do đó mọi người sẽ không nhìn thấy sau khi kết nối với lại mixer xong mình sẽ vào cái mục setup chỗ này nè nhìn cái con chuột của em nha setup mình sẽ nhìn thấy được cái địa chỉ của cái con sản phẩm của mình dùng ở đây em lấy ví dụ là con MR12 thì nó sẽ hiện ra đây còn nếu là XR12 nó cũng sẽ hiện ra đây mà là XR12 ha sau khi mình chọn nè mình lít chọn cho nó tô đậm cái màu nó lên mình sẽ một chọn cái mục là connect connect tức là kết nối á lít kết nối vô cái nó sẽ hỏi là mình có muốn kết nối cái kiểu gì đại loại là mixer vào máy tính hoặc là máy tính vào mixer như ở đây máy tính của mình nó không có cái gì mà con mixer mình mua sản phẩm từ bên em là em đã được cài đặt sẵn rồi do đó mình sẽ chọn cái mục là mixer to pc lít cái mục này cho em nha lít vô một phát là nó sẽ đau tất cả toàn bộ lên là coi như là ở đây là phần về mặt phần cứng là mình đã hiểu rồi mình sẽ tự phân định ha thường thì em setup cho khách em sẽ setup là mít 1, mít 2, mít 3, mít 4, bốn cái micro đầu tiên năm sáu sẽ là nhạc bảy tám sẽ là các cái đường organ 9, 11, 12 gì đó Các cái trống kèn, còi đèn, đùm gì đó Cứ bỏ vô trong này ha Còn karaoke gia đình của mình thì 1, 2, 3, 4 là micro 5, 6 là nhạc Như vậy là đã ok rồi Đó là cái việc đầu tiên Mình kết nối phần mềm xong Đúng không? Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần thao tác Từng phần Thì thao tác từng phần Em đã lại, lại có một cái video khác Em đã chia sẻ cũng rất là kỹ rồi Ví dụ micro Bây giờ mình vô micro Bấm mix số 1 cho em Vào cái input thì nó sẽ có cái gain của cái micro như ví dụ anh em để là cộng 0. cộng 4.5 xong rồi tới cái get là mình có muốn cắt noi get hay không như đây là em cắt noi get nè bởi vì nó không có tiếng xì xì còn sau đó mình sẽ vào cái mục EQ đây là cái EQ mình chỉnh nè bật RTA lên để mình đo mình nhìn mình biết ha thì mỗi một cái EQ mỗi một cái dàn lo nó sẽ có sự thay đổi khác nhau đó là cái cái video em có video riêng nói về cái việc cân chỉnh tiếng micro cũng như là cân chỉnh phần effect nó nằm trong cái video riêng. Em bỏ cái đường link ở phía dưới, mọi người sẽ click vào cái phần mô tả, mọi người sẽ thấy các cái video tiếp theo ha. Thì video này em đã hướng dẫn cho mọi người cách tải phần mềm về, cũng như là cách kết nối với con mixer và cách gọi chương trình lại ha. Thì sau khi mình ngồi mình cân chỉnh ba la la đủ các kiểu rồi mình lưu lại, mình lưu vào mình vào đâu? Vào cái máy chụp hình nè, snapshot nè, click vô đây ha. Rồi mình sẽ chọn những cái vị trí mình lưu. Em lấy ví dụ chọn vị trí số 4 là test thử mình sau khi mình set up ngon lành ok rồi mình vô cái này mình lưu test thử sale là coi như là xong nó ra cái test thử mai mốt một ngày đẹp trời nào đó đây em ví dụ nha một ngày đẹp trời nào đó mình set từ lưa nè mọi người thấy không nè set từ lưa học mưa set tầm 7 tầm ba là set như này khiếp chưa gớm ăn không đấy set tầm lum tà le lên rồi đúng không bây giờ mình bị hư rồi à, eq nè hư hết rồi đấy bây giờ mình mình gọi lại cái chương trình đó thì mình vào làm sao mình vào cái mục snapshot tiếp snapshot test thử load ra load ra đây mọi người thấy không cái bấm load một phát là nó quay lại từ đầu thấy chưa thành ra khi mà em bán hàng sản phẩm cho khách đó, là em thường em set up sẵn cho khách một vị trí nào đó thông thường em sẽ set up ở vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng để mình không có nhầm lẫn ha mình lỡ làm mất thì mình còn có thể lấy lại được thì khi đó mọi người muốn gọi lại thì cứ lít vào cái mục lít vào cái mục máy chụp hình rồi gọi lại cái chương trình của em xét đầu tiên hoặc là cuối cùng rồi mình load nó lên là coi như là xong mình khôi khôi phục cài đặt gốc từ bên em rồi từ đó mình sẽ biến chuyển thay đổi theo cái nhu cầu của mình đây là video số 2 hướng dẫn cho mọi người cách tải phần mềm về thì đây là cho con Beringer bây giờ mình vào con Midas lưu ý dùm mọi mọi người lưu ý dùm em là Midas và Beringer mình có thể dùng chung phần mềm được nha em sẽ cho mọi người một ví dụ luôn nè mọi người nhìn em thao tác ha đây em cũng chạy cái phần mềm ME lên nó cũng lên y chang như vậy bây giờ mình sẽ vào cái mục kết nối chỉ con mixer kết nối chọn mixer vào PC nó sẽ tải lên nè thấy không đúng không đó thì hai phần mềm là tương đương với nhau sử dụng là giống nhau có thể là nạp lẫn lộn qua lại có thể dùng bên này xét bên kia nói chung là loạn loạn qua loạn lại là ok ha rồi video số 2 à, hướng dẫn cho mọi người cách lấy phần mềm, cách kết nối đã coi như là kết thúc. Video số 3, số 4, số 5 thì em sẽ hướng dẫn một số cái chi tiết những cái tiểu tiết nhỏ nhỏ nữa. Thì mọi người vui lòng đón xem cái kênh video của bên em nhé. Rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.